Chào mừng các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Ở hai tiết ôn tập trước, cô đã hướng dẫn cho chúng ta cách trang trí ốp điện thoại và thiệp Giáng sinh. Thì tiết hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại và chúng ta sẽ thực hành để chuẩn bị bài thi sắp tới. Thì tiết hôm nay vẫn sẽ là tiết của bài 17 hướng dẫn ôn tập. Phần 1 chúng ta sẽ tham khảo một số những cái ốp lưng điện thoại để chúng ta có thêm ý tưởng trong việc thiết kế một cái mẫu ốp điện thoại theo ý thích, và hoặc là chúng ta có thể tham khảo thêm những cái thiệp với nhiều chủ đề mà chúng ta yêu thích để chúng ta lựa chọn một chủ đề cũng như là hình trang trí sao cho phù hợp. Và thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành thực hành trên giấy để chuẩn bị cho bài thi của chúng ta. Ở phần tham khảo thì chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái mẫu trang trí ốp điện thoại mà cô đã sưu tầm thêm để cho chúng ta có thể có ý tưởng thêm. Bạn nào chúng ta có khả năng vẽ tốt thì chúng ta sẽ vẽ những cái họa tiết, những cái hoa văn theo ý thích. Còn bạn nào thích đơn giản thì chúng ta chỉ lựa chọn những hình ảnh đơn giản như là gần gũi, như là những ly trà sữa nè, hoặc là những cái con vật mình yêu thích hàng ngày, hoặc là cái hoa, cái lá, vân vân, hoặc là đường viền. Màu sắc thì tùy theo ý thích, chúng ta có thể lựa chọn những cái gam màu nhẹ nhàng hoặc là nổi bật để theo cái gọi là theo cái sở thích của mình. Nhiều cách sắp xếp để cho chúng ta lựa chọn hoa, lá, con vật. Vì đây là bài trang trí ứng dụng cho nên là chúng ta có thể bố cục theo ý thích của mình. Và màu sắc cũng vậy. Màu sắc chúng ta có thể lựa chọn những gam màu nhẹ nhàng, nổi bật, là sử dụng những cặp màu tương phản như là đỏ trắng, đỏ vàng, hoặc là sử dụng những cặp màu bổ túc giống như là vàng tím, màu xanh lá, hoặc là gọi là màu xanh lục á, xanh lục với là màu đỏ, màu xanh dương với lại màu cam, vân vân. Hoặc là chúng ta đi tông, ví dụ như đi tông cùng một màu nhưng chúng ta sẽ thể hiện đậm nhạt theo ý thích của mình. Ở phần trang trí thiệp thì cô cũng sưu tầm thêm một số những cái thiệp chúc mừng sinh nhật, hoặc là thiệp chào mừng ngày nhà giáo chẳng hạn, để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn. Thì với thiệp sinh nhật thì chúng ta chỉ chủ yếu vẽ những cái hình ảnh liên quan tới sinh nhật như là bánh, như là bong bóng, như là quà, vân vân. Còn đối với thầy cô thì chúng ta có thể là sử dụng hoa, những bó hoa tươi thắm, hoặc là sách vở, hoặc là hoa điểm 10, vân vân. Ở đây cũng vậy, là hình ảnh trang giáo án bên ngọn đèn dầu, những bông hoa tươi thắm kèm theo những lời chúc dành cho thầy cô. Rồi những cái thiệp tặng mẹ, những cái bông hoa, những cái lời chúc, những lời cảm ơn dành cho mẹ. Sau khi chúng ta tham khảo rồi thì chúng ta sẽ mỗi mỗi bạn chúng ta sẽ tự chọn cho mình những hình ảnh yêu thích để có thể trang trí ốp điện thoại và thiệp Giáng sinh. Chúng ta vận dụng những cái bài học trang trí mà chúng ta đã từng học như là trang trí đường viền, trang trí đĩa tròn nè, chủ yếu là những cái họa tiết, hoặc là đơn giản hoặc cách điệu họa tiết hoa lá, vân vân. Đó là cái bài tạo họa tiết á, để chúng ta sắp xếp vào trong cái hai bài này để chuẩn bị cho cái bài thi của mình cho nó gọi là gì, nó nhuần nhuyễn hơn, hoặc là chúng ta làm nó sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.
Ở phần hướng dẫn về nhà thì cô sẽ dặn cho chúng ta những cái ý sau đây. Ví dụ như là chúng ta sẽ hoàn thành cái phần bài ghi nè, rồi chuẩn bị cho tiết kiểm tra học kỳ 1 nè. Thì tùy theo ý thích chúng ta sẽ chuẩn bị những cái gì, bạn nào vẽ thì chúng ta chuẩn bị họa tiết, chuẩn bị nói chung là màu, còn bạn nào chúng ta sử dụng cắt dán để trang trí thì chúng ta sẽ sử dụng giấy màu, hồ, kéo, bút chì, thước, vân vân. Đó là hai bài mà chúng ta sẽ thi học kỳ 1. Còn chuẩn bị cho tiết sau thì chúng ta cũng sẽ xem trước bài và trả lời cho cô câu hỏi ở sách giáo khoa trang 113. Là tiết sau sau khi chúng ta thi xong thì chúng ta sẽ học bài sơ lược về mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954. Và dụng cụ chuẩn bị của chúng ta vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, bút dạ hay bút đỏ, thước để chúng ta gạch những ý chính cho những bài thưởng thức mỹ thuật. Tiết học của chúng ta ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Cô thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em vào tiết sau.